ba người thì nhỏ. Tất cả các bạn nha, hôm nay chúng mình đi đua rải, đi bốc củi bằng chiếc David Pro 995. Nó rất là bự. Hiện tại tụi mình đang đi bóc nha các bạn. Chưa bóc, lát nữa mới bóc củi. Củi đều nha. Cái thùng mốc này chở được. Nếu như chở đầy luôn củi chắc 10 tấm các bạn. Rất là bự nha. Rút lại chiếc cáp là kéo lại chiếc cáp thôi. Hôm kéo.
Xong rồi nha các bạn ơi. Đã biết 9.900. Đây xe này rất là bự. Có một người đang leo trên này xếp củi. Đây là công việc của mình thường ngày nha các bạn, rất là cực khổ, phải mưu sinh làm thuê làm mướn, cắt củi đều. Xe này chở khoảng 10 tấn nha các bạn, 4 thước, mà 4 thước này chắc bằng nửa một thùng xe hai giò nha. Nửa thùng xe hai giò. Bung thước bung dây. Đó. 90 thước đấy anh được ạ. 90 thước á, là bung dây là 90 thước á. À, bung dây người mấy bạn nói là 9 đến 10 thước á. Tính trung bình 1 thước 2 tấn. Nếu đường trường là 10 thước á. Đường trường là 10 thước á. 1 thước là 2 tấn nha. Cái này là buông thước không? Buông thước là buông dây. Buông dây là chân thước, chắc khoảng 8 tấn. 8 tấn rồi. Coi trong điện thoại thì cái một xe rất là nhỏ. Bên ngoài bên thấy chưa? Có một nửa người này, một người đứng ở đây, một nửa thùng xe này. Đó, thấy chưa? Đó, thùng xe còn cao lắm ạ. Cứ từ từ mà làm. Ông kia leo trèo cao quá tức rồi. Giờ cuối cùng tụi mình cũng đã chất đầy móc xe rồi nha các bạn. Chưa đầy nha. Ôi con mẹ mày. Xe này đủ ba người thì nhỏ.
Gác á. Xe này rất là mạnh nha. Đó thấy chưa? Đó. Có bánh xích nữa kìa. Đó. Xe này mạnh lắm à. Đi bốc củi nha. Ha ha.
Thôi chào các bạn nha, video tiếp theo mình sẽ quay cho các bạn xem. Hôm nay mình kết thúc video tại đây.